Xin chào quý vị và các bạn. Ngày đầu tuần, nắng nóng vẫn tiếp tục trải đều trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ. Còn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng cũng xuất hiện nhưng về chiều tối có mưa rông rải rác. Do rãnh thấp hoạt động yếu nên khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ gần như không chịu tác động của rãnh mây rông này. Trời nắng nóng và oi bức với mức nhiệt trong khoảng là 36-38 độ. Khu vực Trung Du và vùng núi nhiệt độ là từ 32 cho tới 34 độ. Ở Trung Bộ, áp thấp nóng phía Tây cộng với hiệu ứng gió phơn khô nóng vẫn là hình thế chính tác động. Vì thế mà suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Bình Thuận, trời nắng mạnh từ sớm. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 36 đến 39 độ. Tương Dương, Hương Khê là những nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao trên 40 độ. Không chỉ nhiệt cao mà thời gian nóng trong ngày ở miền Trung cũng dài hơn, xuất hiện từ 10 giờ sáng và kéo dài cho đến tận 17-18 giờ chiều. Độ ẩm trong không khí giảm thấp chỉ từ 50 cho tới 55%. Dự báo tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở miền Trung sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Tây Nguyên và Nam Bộ quay về với quy luật ngày nắng, chiều mưa dông. Còn trước đó, cả hai khu vực trời vẫn nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 31 đến 33 độ, còn ở Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Một số nơi ở miền Đông Nam Bộ vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ. Trên biển, ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 4, cấp 5, mưa rào và dông xảy ra với diện rải rác. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Nam mạnh cấp 4, cấp 5, trời ít mưa và tầm nhìn xa thông thoáng. Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phượng, sinh năm 1983, trú tại thành phố Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Chính Uy về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngoài Phượng, cơ quan công an cũng khởi tố kế toán của công ty này về tội danh tương tự. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, Trần Thị Phượng đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Chính Uy, trụ sở tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, với mục đích mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính. Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2022 đến giữa năm 2023, thông qua các đối tượng quen biết, Trần Thị Phượng đã mua 81 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn trước thuế là gần 30 tỷ đồng nhằm mục đích kê khai, khấu trừ thuế và hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ đầu vào của công ty Chính Uy để bán hóa đơn cho các công ty khác mà không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo cho các cá nhân, công ty, tổ chức trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua đó thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.